Ngài biết trước những ngày vừa qua một tôi luận lại. Nói là trước khi trong 2 ngày trước, Ngài rất là buồn. Ngài rất là buồn. Hỏi các con chuẩn bị mọi người thì đi, dù có gì nhân duyên gì chắc chắn là tụi con. Nhưng mà trong cái bẻ Ngài rất là đượm buồn. Ngài buồn vì Ngài chia tay tất cả các đồ đệ của mình. Ngài biết trước cái sự việc đó xảy ra, nhưng mà Ngài nói như thế này: tại buộc lòng Ngài phải như vậy, chứ thật chất ra Ngài vẫn hướng về tất cả các anh em huynh đệ. Tức là những cái người họ cảm đó, họ thấy được, ví dụ cái người họ có một chân, tại sao mà tất cả những người họ nhìn vào Ngài đó, Ngài Thích Minh Tuệ tự nhiên họ muốn xuống tóc đi tu. Tức là cái đó là cái sự nhân duyên. Đi tu ở đây các anh chị thì dùng cái từ là trời ơi đi tu này mày phải luyện tập với sức khỏe của mình, cố gắng chứ mới theo thầy nổi, không có. Cái đó là các anh chị đủ duyên là các anh chị theo được hết à. Sợ không đủ duyên thôi quý vị à. Đủ duyên thì ở đâu đi không được. Chị cũng thích mê như em. Họ đủ duyên đó quý vị. Họ đủ được một cái duyên đó thì họ đi đến đâu họ cũng cảm thấy. Tại vì cái sự lan truyền đến cho tất cả các đồ đệ, tự nhiên người ta về nhà người ta muốn thôi thúc đẩy đi nữa. Thì quý vị thấy một cái sự từ trường khủng khiếp khi ông ta nắm được đủ 5 giới luật. Một cái hạnh 5 giới luật đó, khi anh làm đủ đúng 5 cái giới luật đó thì tất cả các chi thiên, tôi gọi là cái sự cảm biến của trời đất, gọi là càn khôn đó, nó thuộc về vũ trụ đó, thì họ sẽ quán chiếu, họ sẽ che chở cho chúng ta hết cả, dù cho bất cứ trường hợp nào xảy ra, ông lần ngày là đều phải qua hết bao nhiêu ngàn năm mới được đó. Bây giờ tôi nói để tôi phân tích vấn đề để sâu sắc hơn, để cho tất cả bên bọn giáo chủ họ nhìn nhận vào cái điều đó. Tại vì sao họ không có được tri thức, họ đâu có tu tập gì đâu mà họ có được cái kiến thức. Họ cứ nghĩ cái từ sâu sắc đó để họ cảm nhận Ngài ấy. Nhưng ai là người có đủ cái duyên thì càng thấy Ngài thì một cái sự kính ngưỡng nó càng cao. Nhưng mà trong khi Ngài không dạy ai, Ngài chỉ vô là đầu tiên Ngài chỉ dạy tất cả các huynh đệ thì hãy nghe lời con, nắm đủ cái giới luật. Thì trong cái giới luật đó là gì? Tất cả các chi thiên sẽ hộ pháp cho mình. Quý vị thấy không? Chỉ đưa ra 5 cái luật đó thôi, gọi là nắm trong cái giới đó, ngũ giới đó, giữ giới, gọi là đúng giữ đúng 5 cái giới chứ không phải là ngũ. Còn tất cả những người họ đi theo, đúng là tìm ra người thứ hai không bao giờ có. Quý vị thấy đi, tôi nghĩ rằng mà cái điều nó hay cái chỗ này, quý vị thấy không? Tự dưng ông ta đi trong vòng mấy ngày trụ hành, trong vòng chưa được 20-21 ngày, tự động cả thế giới ghi danh vào cái trang sách lịch sử ngay liền, ghi vào mai ghi sớm đó quý vị. Phải sao giờ đập te tô ổng rồi. Đó là cái trời đã đưa ra để phái một người đi xuống để làm những cái điều mà khác người. Cái hạnh ngộ ngày quá cao, nắm được đủ cái ngũ giới. Cái ngũ giới này thì thật sự không ai nắm được. Cỡ mấy thằng thầy tu gặp gái là mê liền. Tôi nói thật, ở đây các anh chị nam thôi, đừng nói chị nữ, tôi em bỏ đi. Có ai gặp phụ nữ đẹp không nhìn đâu? Nhìn. Thì từ nó xuất phát từ cái gì? Cái ánh nhìn con người. Thì cái dục, cái giới dục đó. Tại vì khi cái giới dục mà cái dục vọng của con người mình nó lên đó, nó trở đi con người mình nó vô minh ngay. Gọi là đam mê cái dục đó, gọi là cái ái dục đó. Cái dục vọng trong cái thân xác, cái thể xác nó làm cho con người bị u mê ngay luôn, để bị ngã vào cái con đường. Cho nên cái tu này ai nói thì cũng dễ, thực hiện đi khó lắm. Thì tôi thấy tất cả trong cái bộ hành, nếu các anh chị muốn bộ hành cùng thầy, điều thứ nhất các anh chị phải thanh khiết, phải sạch sẽ, phải đúng 5 trong cái giới luật. Còn ví dụ các anh các chị có gia đình rồi, buông bỏ hết đi tu cũng được. Nhưng mà mọi người họ có cái chứng đạo nó khác nhau. Ví dụ tất cả nhiều Phật, mà ví dụ như là Thích Ca Mâu Ni nè, hay là ví dụ như là Phật Di Lạc nè, hay là Quan Âm Bồ Tát nè, có nhiều cái Phật họ chọn cái phương pháp để tu trong khi người ta chưa có nắm đủ cái hạnh giới đó. Thì Ngài là người nắm đủ trong cái hạnh đó, thì Ngài trở một người đứng hạnh đầu đà lần đầu tiên nhất ở thế giới này.
13 hạnh. Ngài Maha Kajip chỉ đúng có 10 hạnh thôi. Maha Kajip. Nhưng mà ngài chưa làm bằng ngài Thích Minh Tuệ. Nội mà tôi nói thật với quý vị á, nội mà đi mà khất thực đi, đang ngồi tu ẩn tu ở trong núi mà đi ra, từ ở trong núi quý vị đi ra ở ngoài cái đường mòn ở ngoài, nhiều khi những cái nhà họ đi khất thực đâu phải ai cũng cho mình đâu. Nó khó, cực kỳ khó. Đi ra cầm cái nồi cơm điện, có nhiều người họ nói thằng điên thằng khùng, họ thương họ cho, tại vì ổng ta là người có tay có chân đàng hoàng, người ta đánh. Mà nội cái đánh đó, cái sự phẫn nộ của các anh, các anh cảm thấy tự nhiên trong cái ngôi nhà tôi sang trọng quý phái gì, bước ra đường mà đi xin gì, bắt đầu tự cái nỗi nhục này buông ra, bỏ nồi cơm đi về nhà liền chứ đừng nói. Thật sự là như vậy. Đừng nói chị mấy anh ngồi trên đó mà ai nói động tới các anh là các anh nhảy dựng rồi. Nhảy dựng liền. Nhảy dựng dựng lên là tại sao mày nói xấu tao vậy, cho công an bắt mày, cho ở tù chết mẹ tụi bay đi. Thì mấy anh đủ cái hạnh chưa? Còn ổng bị người ta đánh, nhưng ông vẫn cầu cho họ được bình an. Ổng muốn cái người đã đánh ổng, ổng nói nè, con cũng cầu cho họ được sống được bình an. Biết rằng là cái luật nhân quả, thí dụ mình đánh người khác thì người khác sẽ đánh lại mình. Nhưng ông không mong cho người khác đánh lại cái người đó, cái người đánh ổng. Ổng mong cho họ, gia đình họ luôn luôn hạnh phúc. Mấy sàm tăng có làm được điều đó không? Không làm được. Thì ở đây không có đủ tư cách để đó, chứ không đủ tư cách để mà sánh ngang hàng với thầy Minh Tuệ của nhân loại của tôi nha. Tức lắm phải không? Ai mà đánh thầy Thích Minh Tuệ thì cả cái nghiệp. Thì ở đây cái bọn sầm tăng đó, tại vì những cái người mà lên công kích đó là lính của bọn sầm tăng lên công kích thôi, chứ ngoài ra không ai cả. Ở đây không ai điên. Rồi bắt đầu xong rồi người ta lên, người ta bảo vệ cái này, tụi bay là bao que. Là đây là tại vì cái thằng ngu nó kéo theo thêm thằng ngu, thì cái thằng ngu nữa nó kéo thêm thằng ngu, nó kéo dây nguyên một cái dây ngu. Thì nó ngu nó trở thành gì? Ngu thì trở thành trong cái sự sân si, thì nó đâm ra con người vô minh, không thấy được ánh sáng của nhân loại, không thấy được ánh sáng của mặt trời, không thấy ánh sáng được Đức Phật, thì làm sao mà trở thành người tu được? Làm sao mà trở thành tu chánh pháp? Sáng nó tu, chiều nó hú, rảnh không? Đi vô khách sạn chơi với anh, đó, làm sao tu được? Đi tu mà cái đầu luôn luôn lúc nào cũng chui vô cái mu, làm sao mà tu được? Nói thật, nhiều khi những lời nói tôi nó tầm bậy tầm bạ, nó trúng tầm 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 la. Nói bậy cái nha, nói gần ma thì mặc áo giấy. Quý vị thấy không, nội mà nó thấy những cái bước đồng hành của ngài, nó nói lên như vậy thôi chứ trong lòng nó sợ hãi quý vị. Ma mà phải sợ người thôi chứ. Mà quý vị thấy không, ngài Thích Minh Tuệ dứt khoát không diệt ma. Ngài ta ngồi nghĩa trang, ngồi nghĩa trang ngài nói như thế này, ra nghĩa trang ngồi, ngài nói một câu, tại sao mình không tụng chú đại bi á, không chúng đại bi, chú đại bi để cho mình, ngài nói không, tại vì chú đại bi là để cho mình được bình an, thì mình cũng đang tham lam. Cái chú đại bi đó mình đọc để cho mình bình an, mình bình an là mình đang tham lam rồi. Tại vì mình tu mình bỏ hết tất cả mọi thứ, tả cả cái thể xác mình cũng đâu cần bình an, đúng không? Thì cho nên ông ta không cần sự bình an đó, ông ta không đuổi ma đi. Tại vì ma với họ, mình đang giành chỗ của họ ở, mà mình đi tụng cái đó nữa là mình là cái người đang tranh giành họ hay sao? Cho nên cái sự bình an đó không cần. Rồi ăn uống để cho nó ngon, tại vì trong cái tại vì ngài giữ trong cái giới, tại vì mình hiểu trong cái giới nó rất là khó giữ. Nó chỉ ăn thôi quý vị. Thứ nhất, ngài chưa bao giờ ngài đi mà quý vị thấy ngài Thích Minh Tuệ lấy chai nước nắp không, chở ra mấy đính nha, mấy đàn em có nha, mấy tất cả các anh đi bộ hành có nha. Ngài ăn bất cứ cái gì ngài ngồi ngài ăn, chứ ngài không đi. Đổ vô cái nồi cơm đó ăn, uống nước cũng vậy, tráng cái nồi đổ cho nồi cơm ăn. Mấy ông có làm được đó, chắc cái đó là cái tầng lớp hèn hạ thấp nhất, xấu nhất cho xã hội. Nhưng ông chọn cái đó, ông chọn để làm gì? Để lấy cái đau khổ của chúng sanh. Các ông làm được điều đó không? Hay là các ông đi lên đi khất thực thì đi xe hơi, ngồi trong máy lạnh, ẩn tu ngồi trong máy lạnh, ẩn tu. Trời ơi, cỡ mấy ông là ăn cư kiết hạ này chắc còn ngồi trong máy lạnh đâu. Chúc bạn tràn đầy năng lượng và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi sau khi cái thời gian mà ăn cư kiết hạ rồi, bắt đầu về mấy ông tổ chức ra yến tiệc. Mà tiền nó từ đâu ra?
bà công tổ chức ra những cái yến tiệc đó, yến tiệc để mời ra nè nha, nhiều chùa lớn nữa, cỡ như chùa Hoàng Pháp này nha, chùa Giác Ngộ này nha, chùa gì Phật Quang này nha, thiền tôn Phật Quang này nha, trời ơi tao nói tổ chức yến tiệc đầy hết trơn, bắt đầu để nhạc lên, con bướm xinh, con bướm xinh, con chớm, con bướm hôi rình đó, bắt đầu để lên mấy cái bài nhạc đó, bắt đầu mấy nữ á, mấy nữ chân dài cái múa vậy nè, múa như điêu thiền vậy đó, rồi ở dưới cái mấy ba nhìn, mấy ba xem. Hồi đó giờ ngài Thích Minh Tuệ có làm điều đó đâu, hiểu không? Cho nên phải cần, mấy anh phải gắng cố gắng, sau này mấy anh không có cơ hội để lại ông Phật này đâu nha, mấy anh sầm tăng, mấy anh không có cơ hội để lại ông Phật này đâu, vì ông Phật này được đắc đạo và được chứng đạo rồi đó, cả thế giới chứng là ông ta đã trở thành Phật rồi, nghe không? Trời ơi, người ta đâu có cần đệ tử nhiều đâu, ta đâu có cần binh đâu, muôn vạn chúng sanh là tất cả mọi người trên thế giới này, yêu cầu đi, hễ mà có người Việt Nam trên thế giới này là họ đều bảo vệ ngài Thích Minh Tuệ hết. Bạn thật tuyệt vời, bạn nói rất đúng, tôi rất thích nghe bạn nói, cảm ơn cả nhà yêu rất là nhiều. Mình là con người gì? Mình là người tu, tu mà không tập làm sao tu, tu là cái ông là tu là tụ tập thì có. Hiện tại giờ các ông, người ta đi tu tập, người ta tụ tập là gì? Tức là ngài Thích Minh Tuệ tu là tập, tu là hành, tức là ông ta là thực hành, là bộ hành, là tập là gì? Tập bộ hành, tại vì những người họ đi theo tu. Còn các ông tu là gì? Tu là tập, là tụ tập để kiếm tiền, để lấy tiền cúng dường. Tiền bạc đối với ngài ấy không quan trọng nữa, mới là tu, chánh pháp là tu. Tại vì mấy ông không trách được tất cả rồi, mà người ta lên người ta công kích mấy ông, nói là chúng tôi là người chia rẽ trong cái giáo pháp ra để làm mất uy tín, chính các ông là người làm mất cái uy tín của các ông, mà các ông đổi thừa người ta chơi kỳ vậy. Cho nên cái này tu nó nghe không có nên giọng ngữ nha, tội mình làm mình chịu nha, bụng làm dạ chịu chớ trách ai nha, chơi là chơi không đổ thừa nha, tự nhiên họ thích tự nhiên bây giờ quay qua họ đổ à, đâu có được. Thích thì phải chấp nhận họ thích đi chứ, chơi không có chơi họ đổ à. Bây giờ tại cái thằng Thích Minh Tuệ này, ý ông Lê Anh Tú này, tại vì ông Lê tự xưng là Phật, người ta không có tự xưng nha, cái đó là cũng là giọng ngữ đó đó, tu không nên nói bậy à, tu phải nói đúng chứ không có nên nói bậy, cái nói bậy là không phải là tu rồi. Chị ơi, mọi người có cái nghĩ riêng, đừng áp đặt suy nghĩ của mình, chỉ tiếc kêu dòng họ nội ngoại lại. Ủa, tại vì họ chửi người khác thì người khác phải nhận cái quả, hiểu không? Bây giờ họ nói họ đọa xuống địa ngục, chị ơi mỗi người có nghĩ riêng, thì bạn nghĩ riêng đó là chuyện của bạn, tôi nghĩ chuyện gì thì chuyện của tôi. Bạn vừa nói người ta, chị ơi mọi người cứ nghĩ riêng, thì tại sao tôi nghĩ riêng, tôi có áp đặt ai đâu, bạn đang áp đặt tôi đó. Bạn vừa nói bạn đang áp đặt tôi mà bạn hỏi tôi. Bạn nói tôi đừng áp đặt người khác, bởi vì cái ở đời nó vậy đó quý vị, họ đang áp đặt mình mà họ ngược lại họ nói mình đã áp đặt họ. Tôi nói chuyện trong cái hai chiều, địa ngục chị nói rất chuẩn, bạn nói tuyệt vời, dạ cảm ơn. Đi á, đi đâu cũng vậy, các ông bước ra cái đầu có người phải che dù, các ông này đi cái che dù, quý vị thấy không, ngài Thích Minh Tuệ ai che dù là ông phủi ra liền, phủi qua, đừng có che. Người ta đã chấp nhận con đường như vậy rồi thì ở đây các ông chờ vô đó nhìn cái cảnh mà cái kiểu mà dòng người mà đua theo, người ta đua theo là người ta cung kính, người ta bái phục. Rồi trong những người họ đi theo trong bộ hành lên, những người ta theo người ta tu tập mà trong những bộ hành giờ tôi cho nè, cỡ như cái ông Kim Cang nè, ổng có mất dạy, ổng có như thế nào ổng biết, mà ít ra trong mười mấy ngày vừa qua ổng đi ổng cũng ngộ được miếng, mà may đó ổng đi mà ổng ngộ được vậy đó, mà ổng không đi ở nhà chống giết người quá, nhìn cái mặt ổng nhìn cái mặt ổng thì nó hung hăng lắm chứ bộ. Đám ma tụng kinh ta ra giá rồi, tôi nói về vấn đề tụng kinh quý vị thấy không, ngài Thích Minh Tuệ hỏi chứ, có nhiều người hỏi, ủa thầy ơi bây giờ ba mẹ mình chết á, mình có rước thầy về tụng được không? Ông ta trả lời một câu rất là đơn giản và mộc mạc, được chứ, có thể rước về được chứ, nếu mà rước về được Đức Thế Tôn và tất cả các tỳ kheo Đức Thế Tôn thì tụng thì rất là hay biết mấy, nếu rước được cả cái ngày đó về thì tất cả cha mẹ mình được đi giải thoát, đi cùng các ngài, đúng không? Quý vị biết tại sao mà nói về ngồi thiền và giờ giấc mới hết, tại sao mà ngài là gọi là nhất thật y thật, tức là mình ăn đó, ăn chỉ có một lần đó, gọi là nhất thật đó, tọa thực và nhất thực. Tọa thực là gì? Khi mình ăn đó, mình ăn bất cứ một cái gì, mình ăn, mình ngồi, mình ăn. Còn khi mình ăn đó, quý vị biết không, cái giờ, thí dụ buổi sáng nè, mình được quyền ăn, cái buổi sáng mình ăn đó là gì? Mình ăn cho ai? Cái buổi sáng là giờ đó là giờ Phật nha, buổi sáng giờ đó giờ Phật,
Cái giờ đó là giờ Phật, từ cái buổi sáng cho đến 12 giờ trưa là giờ Phật. Còn cái giờ tối không nên ăn, giờ tối là giờ quỷ, gọi là trong cái ngã quỷ đó, đúng không? Là mình không có nên ăn trong cái giờ đó. Đó, mình không nên ăn trong cái giờ đó, giống như cái giờ Phật, cái giờ Thánh. Tức là giờ Phật là giờ buổi sáng, cái giờ Thánh là giờ buổi trưa, còn cái giờ tối là cái giờ quỷ, tức là cái ngã quỷ đó. Thì cho nên tại sao tất cả các nhà sư mà khi họ đứng vào cái hành Đầu Đà, họ không ăn vào cái giờ tối, tại vì cái giờ đó là giờ quỷ. Hello anh, chào anh. Bạn hiểu sâu rồi. Thì trong cái giờ đó họ ăn là họ gì? Họ gieo duyên, họ tạo cho người khác cái phúc. Tại cái giờ ăn, cái giờ tối là trong cái giờ quỷ rồi. Cho nên tại sao họ ăn, họ đứng như giờ Ngọ, giờ Phật, giờ Thần, giờ Thánh, giờ Thần, và cuối cùng là giờ quỷ. Cho nên trong cái ba giờ đó, giống như mình ngồi thiền cũng vậy. Ba cái giờ đó, giống như cái giờ ban đêm thì mình ngồi, tại vì mình ngồi thiền thì nó không liên quan gì tới cái ngạ quỷ, nhưng ăn là phải cần thiết trong cái giờ đó. Nhưng mà ngồi thiền mà tốt nhất là trong từ 3 giờ sáng tới 12 giờ trưa thì giờ đó là tốt nhất. Nếu mà gọi là mình định thiền. Định thiền nè, định thiền rồi định thiền nè, rồi thiền đỉnh. Quý vị đã biết cái thiền đỉnh chưa? Hồi trước giờ em cũng biết ngồi thiền, nhưng mà thật sự quý vị, em lười lắm. Trưa cứ lên hát nghêu ngao trên trời dưới đất đó. Từ khi mà có Ngài Thích Minh Tuệ đã xuất hiện rồi, thọ thực, đúng rồi, thọ thực trong cái giờ Ngọ, thì em không có hát ca gì nữa hết trơn. Ngồi đó, ví dụ như ngồi đó, mình ngồi mình cứ ngồi mình hướng về cái gì đó mình làm sai. Từ trước giờ mình làm khổ người này, mình làm buồn người khác, mình làm tất cả những cái chuyện gì mà, tại vì con người mà, thì tự nhiên mình thanh lọc lại, mình ngẫm lại, để cái điều đó nó không tốt cho bản thân mình, mình buông dần ra, mình bỏ dần ra, mình không có đẩy áp vào trong những cái thứ đó để làm cho con người mình nó phiền não. Từ cái phiền não nó đâm đến cái đau khổ, mà đau khổ từ đây là cái bệnh tật. Tại vì con người phiền não thì nó mặc định trong cái phiền não đó, bắt đầu mình bệnh, nó suy đó, nó suy cơ thể con người mình. Cho nên tự nhiên mà tôi thấy cần thiết cái gì thanh lọc, tôi thanh lọc ra hết ra, không để. Nhưng mà Ngài không dạy tôi cái giáo pháp để tôi tu, nhưng mà tôi tìm thấy một cái hạnh đó, một cái điều đó, tự nhiên tôi phát ra một cái ánh sáng của bản thân tôi, tự nhiên tôi lọc ra, tôi sàng lọc những cái thứ gì dơ bẩn và không cần đáng có, nó cất giữ ở trong cái tâm trí của mình, tôi đều thoát ra hết cả. Tôi thoát ra hết. Khi mà ngồi mà không phải là khi cái tịnh thiền đó, thấy thầy rồi em, dạ. Khi mà ngồi cái định thiền là đến cái mức độ con người ta thoát xác. Tại sao có những người tu, tại sao người ta chọn cái hạnh đau khổ mà họ vẫn đi? Con người mà họ chọn cái đau khổ đó mà họ không lý tưởng là họ không làm được. Tại vì khi mà con người mà họ chọn trong cái hạnh đó, họ tu giống như Ngài Thích Minh Tuệ đó, thì họ có một cái tiềm thức, một cái tiềm thức họ rất là lớn. Tất cả những người đó người ta tình thì họ có tiềm thức là trong cái tương lai họ trở thành một cái người như vậy rồi. Thì cái tiềm thức họ đi tìm cái tiềm thức đó để họ đi tu cái chân lý. Còn cỡ mấy nhà sư tu bây giờ nó làm gì, nó có cái tiềm thức đó. Toàn là cái tiềm thức đó là gì không? Cái tiềm thức của nó nằm trong đó là gái không à. Tiền với gái không à. Nó đâu có cái tiềm thức đó đâu quý vị. Cho nên họ, các anh chị không định thiền thì không bao giờ tu được. Chắc chắn một điều đó, tôi tuyên bố luôn, không ai định thiền thì không ai tịnh được thiền, mà không ai định được thiền thì không có thằng nào tu, mấy thằng tu xạo. Tại vì tất cả những người được đó, họ có một cái tiềm thức cực kỳ, cho nên họ tìm con đường đó, họ đang hạnh phúc trong cái tiềm thức đó, họ mới là người đi tu. Còn những người họ không có cái tiềm thức đó thì chắc chắn mấy thằng ma dương, mấy thằng ma tăng làm gì có tiềm thức. Họ tu càng nhiều, họ có một cái tiềm thức rất là cao. Đó, cái sự đỉnh của người họ siêu phàm đó là gì? Trong cái tiềm thức. Tại sao những người họ chân tu, họ đi tu rồi tức giờ họ biết trước cái sự việc xảy ra hết, trong tiềm thức của họ mách bảo họ hết, chứ họ không phải là thầy, không là gì hết. Tại vì họ tu nhiều năm quá, họ được cái sự thanh khiết đó, thì trong cái tiềm thức họ theo quán chiếu được họ, họ biết ngày mai nó sẽ có chuyện gì xảy ra, ngày mốt có chuyện gì xảy ra. Cho nên đó là bậc thánh nhân của bậc chân tu, thật sự là bậc chân tu. Quý vị thấy tất cả các sự cao niên mà các lão, mà cái những lão tử, những người họ tu chân chính, những cái cô chú anh chị ông bà, giống như những cái ông bà ngày xưa, những cái thần này thần kia không, toàn bộ là những người họ có một cái tri thức rất cao, bắt đầu trong cái đầu của họ đó, họ có trong cái tiềm thức, giống như họ đang nghĩ, giống như Ngài Thích Minh Tuệ, họ ông ta đang có tiềm thức, ông ta là cái chị thánh nhân bậc cái một cái chi vị Phật nào đó, xe bất động sản. Đúng rồi, xe bất động sản đó.
chứ họ đâu có cái tiềm thức nằm trong đó đâu. Tại vì cái tiềm thức của họ là bất động sản, giá bao nhiêu, cổ phiếu. Có ai tin là mà cỡ mà thầy chùa không chơi Bitcoin không? Không chơi Bitcoin gì, OneCoin, Bitcoin. Có rất nhiều cái đồng tiền ảo đó, bị nghĩ là mấy thầy chùa biết chơi không? Chơi rành luôn, rành hơn cỡ mấy kia là không có cửa đâu nha. Từ khi thấy xuất hiện tôi mới lên Google tìm lại 10 giới. 10 giới, cái 10 giới đó là 10 giới Sa Di. Sa Di thì nó 10 giới đó thì nó còn nhiều, từ từ, thí dụ như mình giữ được cái giới đó thì thí dụ từ 5 giới cái mình được lên 6 giới, 7 giới tới 10 giới Sa Di. Tức là tự con người mình tự làm cái điều đó cho mình, chứ có ai làm đâu. Đó, vì mình dựa vào trong cái truyền thuyết, mình dựa vào trong cái sách vở gì chứ mình học từ đâu? Mình học từ trong sách vở. Vậy chứ mấy cái thằng giờ nó lên thuyết pháp nó học từ đâu? Thì nó học từ trong sách vở thì mắc cha giờ mình nghe nó làm chi? Thì giờ mình học trong cái sách vở để mình làm gì? Mình thực hành. Còn mấy người đó nó đâu có thực hành, nó chỉ ngồi nó nói, mắc gì nghe nó làm chi? Đó là nhiều khi ngay tính điện tử rất là hay đó. Chào bà ngoại, chào anh Văn Đề. Em chào thầy Đề. Chào thầy Đề hả thầy Đề? Thầy chùa bây giờ là phạm hết sa di mấy ông đó mà có biết giới sa di mà không biết, mà để mà giữ cho thân mình. Thầy biết là thầy biết mình minh thiện chết biết chứ, ông ta biết cho mình mấy ngày trước, ông ta biết là buồn, cho nên những cái chuyến bộ hành đó ông ta sẽ biết trước cái những sự việc đã xảy ra, tại vì trong cái tiềm thức ông ta đã thấy hết. Cho nên tất cả những người quý vị, khi nào mà tất cả các em YouTube mà quay lại tất cả các 72 thầy đi, thì tất cả những người họ đều nói một điều giống nhau là thầy Minh Tuệ đúng là một cái thức Đức Phật rồi, tại vì quá tuyệt vời. Thầy biết Minh Thiện thích sự thật dù cho có giật cả